Con với cô. Sẵn nấu ăn hả? Dạ. Cô không thích nấu ăn. Lỗi. Đổi lại. Lỗi. Hàng gì con thấy có cái gì nó sai sai ở đây á. Con biểu cô. Vậy mới đúng nè. Được rồi. Cảm trời ơn con. Trời ơi, cuốn sách này chú tìm lâu lắm rồi nè. Dạy nấu ăn hay lắm đó. Chú đang tìm đó. Bây giờ có rồi. Cảm ơn con nha. Thôi thôi. Mấy cái món này tự tay chú nấu không đó. Ăn đi con, ăn đi. Con mời cô chú. Dạ. Nghe nói con nghỉ học rồi phải không? Anh bảo lưu 1 năm chứ không có nghỉ mẹ ơi. Bảo lưu 1 năm rồi nghỉ 1 năm nó làm cái gì? Con suy nghĩ để biết con muốn cái gì. Trời đất, suy nghĩ gì mà suy nghĩ tới 1 năm? Cái gì mà lâu dữ vậy? Rồi suy nghĩ ra chưa? Dạ chưa. Rồi giờ làm sao? Con vô thư viện ngủ suy nghĩ tiếp. Trời đất. Việc làm là việc làm cả đời mà mẹ. Phải suy nghĩ cho kỹ, chọn cho đúng chứ. Đúng rồi đó. Người ta hay nói mình chọn đúng nghề mình yêu thích, giống như là khỏi phải làm việc cả đời. Mệt quá, dằm chương mệt quá. Thôi ăn đi. Ăn đi con, tự nhiên con. Nè dạ. Cô thấy đi tới nhà cô toàn đi bộ không à? Không có xe không? Không có xe. Không có tài xế riêng nữa. Có xe mà có cả tài xế nữa hả? Xe gì vậy? Con đi xe buýt. Đi xe buýt đó vừa tiện lợi này, vừa văn minh nè. Nam em cùng đi xe buýt, nam em cùng đi chơi nha. Con vô viện đó mà cô chú. Ừ. Cô chú ăn đi. Thôi, ăn đi ha. Con ăn ăn. Ăn đi, thôi dạ. Ủa giờ con ở với ai? Con ở với ngoại với cậu con. Cậu có. Nhớ rồi, cái cậu mà bữa hổm lên tàu đánh bài rồi gây phiền phức với lộn tàu hả? Mẹ. Vậy lý lịch con làm sao? Nói tóm lại đó, gia đình con có 2 người đàn ông. Dạ. Một người thì lên tàu đánh bài rồi đánh lộn. Còn một người thì nghỉ học 1 năm, chui vô thư viện ngủ, không biết làm gì hết, đúng không? Nếu như mà gom lại một lần nghe kỳ kỳ phải không cô? Quá kỳ còn gì nữa. Thôi, ăn đi, lát nó 7 giờ. Đi. Con ăn nha. Con qua. Dạ. Cô còn một câu hỏi cuối thôi. Được, hỏi nữa. Cái câu này rất quan trọng. Trả lời cho thành thật nha. Dạ, con trả lời thật. Con có ghê không? Ừ. Cái gì vậy mẹ? Vậy? Cái câu này nó quan trọng lắm. Bây giờ trai đẹp nó yêu nhau hoài à. Trời đất ơi, thời buổi bây giờ đâu phải trai đẹp mới là yêu nhau đâu. Trai xấu nó còn mê á. Không, tôi hỏi nó thôi chứ hỏi gì ông. Anh ấy thẳng mà mẹ. Sao con biết? Con nói. Con nói ai mà tin? Con mê lắm. Sao mà tin được?